Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin chi tiết. Vừa qua, huyện Kim Động đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao năm 2022. Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở huyện Kim Động được diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, thu hút hơn 2.000 vận động viên tham gia, tranh tài ở 5 môn thi đấu. Hai địa phương tổ chức đủ 5 môn thi đấu là xã Phạm Ngũ Lão và thị trấn Lương Bằng. Qua tổng kết, các xã thị trấn đã tổ chức được 61 giải thi đấu ở các môn bóng chuyển hơi, cầu lông, bóng chuyển da, bóng bàn, điền kinh, cờ vua, cờ tướng, bóng đá, thể dục nữ sinh. Trong khuôn khổ các giải đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện đã thu hút hơn 500 vận động viên tham gia tranh tài ở các môn bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyển hơi và karate đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và các xã thị trấn. Vừa qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức giải cầu lông công nhân viên chức lao động chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đẩy mạnh phong trào tập luyện thi đấu cầu lông nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung, tạo cơ hội giao lưu, đoàn kết, gắn bó, học hỏi lẫn nhau giữa các đoàn viên trong Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 22 công đoàn cơ sở tham gia tranh tài ở 5 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Sau một ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 5 giải nhì và 10 giải ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng khiếu cũng như thể chất cho trẻ em, hè năm 2022, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Hưng Yên đã khai giảng trên 10 lớp phát triển kỹ năng, rèn luyện thể dục thể thao cho trẻ em như bơi lội, cầu lông, nhảy dance sport, vẽ, múa hát. Các lớp học này thường diễn ra vào buổi chiều mỗi ngày, thu hút từ 300 đến 400 trẻ em ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia học tập và rèn luyện. Ngoài các lớp hàng ngày, năm nay nhà thiếu nhi tỉnh còn tổ chức các lớp học kỹ năng sống. Mỗi khóa học sẽ kéo dài 7 ngày, trẻ hoàn toàn rời khỏi gia đình, tham gia theo các hoạt động rèn luyện giáo dục thể chất do chương trình đưa ra. Với mục đích góp phần phổ cập bơi để phòng chống đuối nước ở trẻ em, vào dịp hè, câu lạc bộ bơi lội trường Trung học phổ thông Mân Thi tổ chức các lớp dạy bơi dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 10 tại bể bơi thông minh trong trường. Huấn luyện viên dạy bơi là các giáo viên môn thể dục của trường. Từ đầu hè đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức được 3 lớp học bơi, mỗi lớp 30 em. Sau một thời gian học, hầu hết các em tham gia lớp học bơi đã biết bơi và được trang bị những kỹ năng cứu đuối. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong phòng chống đuối nước. Với mong muốn con mình có một mùa hè an toàn bổ ích, nhiều bậc phụ huynh đã cho trẻ tham gia các lớp học năng khiếu và tập luyện thể thao ngay sau khi kết thúc năm học đầy căng thẳng. Hoạt động này không chỉ góp phần giúp rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các em tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội. Từ khi nghỉ hè, ngoài một số môn năng khiếu, ông Phạm Văn Hào ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử còn đăng ký cho cháu nội học lớp võ thuật vào các buổi chiều trong tuần. Cháu lựa chọn bộ môn võ này để nhằm rèn luyện sức khỏe và tự vệ cho bản thân. Nó còn là một cái kỹ năng mềm của mình để giúp mình trong cuộc sống ạ. Trong khu vực của huyện Phù Cử có hai cái điểm mà tôi thấy nổi bật nhất, đó là cái trung tâm ở đây là học võ, bơi. Chúng tôi cảm thấy yên tâm với cái việc cho các cháu trong những cái dịp hè này. Nó sẽ tránh được nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là trong quá trình học ấy, nó học nhiều quá, nó quá tải thì cũng cần có những cái thời gian nhất định để cho các cháu tức là nghỉ ngơi. Cái điều thứ hai nữa là nó nâng cao cái thể trạng cho các cháu, và thứ ba nữa là tránh những cái hoạt động tiêu cực. Còn đây là lớp học bơi tại một bể bơi tư nhân trên địa bàn thị trấn Trần Cao. Đây là buổi học bơi thứ tư của cháu. Bây giờ cháu đang học kỹ thuật bơi chân đấy ạ. Bố mẹ cháu đăng ký cho cháu học bơi để phòng tránh đuối nước. Có khoảng gần 300 cháu đã đăng ký học bơi và hiện nay thì cũng đã có khoảng tầm 50 cháu đã thực hiện bơi tốt và đã thực hiện tốt nghiệp cái khóa bơi. Theo Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cử, để tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ trong dịp hè, bên cạnh những lớp năng khiếu, lớp hướng dẫn tập luyện các môn thể thao cũng được mở, thu hút nhiều học sinh tham gia như võ thuật, bơi lội, nhảy dance sport, bóng đá, cầu lông, cờ vua. Trong đó có gần 500 em tham gia các lớp võ karate, võ cổ truyền tại điểm nhà văn hóa huyện và một số trường học trên địa bàn. Các cái lớp học của trung tâm này thì mở trong suốt dịp hè. Dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo hoạt động hè thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các cái giải thể thao, văn hóa, văn nghệ để cho các cháu có cái môi trường vui chơi hoạt động an toàn. Đây là những hoạt động cần được đẩy mạnh giúp trẻ thực sự có một mùa hè bổ ích, vui tươi và có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần cũng như sức khỏe cho một năm học mới sắp đến. Tới đây bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.